Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2022. Thưa các bạn, giá mít Thái hôm nay ngày 24 tháng 3 tại đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Cụ thể, một số vựa đã nâng mức thu mua lên 1.000 đồng trên 1kg so với ngày hôm qua. Hiện nay, nhiều vườn mít Thái ở đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu thu hoạch vụ mới. Một số vựa mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho hay, giá mít Thái hôm nay ngày 24 tháng 3 tăng 1.000 đồng trên 1kg so với ngày hôm qua. Theo đó, giá mít Thái kem lớn thu mua 12.000 đồng 1kg, mít kem nhỏ 5.000 đồng 1kg. Giá mít chợ ghi nhận hôm nay cũng thu mua ở mức là 5.000 đồng 1kg. Ghi nhận tại vựa Hiền Hòa ở khu phố 2 thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Báo giá mít Thái hôm nay ngày 24 tháng 3, mít kem lớn 12.000 đồng 1kg, mít kem nhỏ 5.000 đồng 1kg. Ngoài một số vựa tăng giá, cũng có một số vựa vẫn giữ mức giá như ngày hôm qua. Cụ thể, vựa Phú Tân mua mít kem lớn 11.000 đồng 1kg, mít kem nhỏ 4.000 đồng 1kg và mít chợ là 4.000 đồng 1kg. Đối với các thương lái vào vườn ở tỉnh Tiền Giang, mua mít kem lớn từ 9.000 đồng đến 10.000 đồng 1kg, mít kem nhỏ từ 2.000 đến 3.000 đồng 1kg. Giá mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang, mít kem lớn thu mua là 11.000 đồng 1kg, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ là 4.000 đồng 1kg. Tại tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang, giá mít Thái cũng được thu mua tăng thêm 1.000 đồng, với kem lớn là 11.000 đồng 1kg, kem nhỏ là 4.000 đồng và mít chợ là 4.000 đồng 1kg. Tại tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ, mít kem lớn cũng được thu mua ở mức 11.000 đồng 1kg, mít kem nhỏ 4.000 đồng 1kg và mít chợ là 4.000 đồng 1kg. Ghi nhận tại các địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, các thương lái vào vườn mua mít kem lớn là 9.000 đồng 1kg, mít kem nhỏ 2.000 đồng 1kg và mít chợ là 2.000 đồng 1kg. Thưa các bạn, giá mít Thái khu vực các tỉnh Tây Nguyên theo ghi nhận sáng nay cũng tăng thêm 1.000 đồng, với loại kem lớn thu mua ở mức 7.000 đồng 1kg, kem nhỏ là 3.000 đồng 1kg và mít chợ thu mua là 2.000 đồng 1kg. Thưa các bạn, ghi nhận giá mít Thái hôm nay ngày 24 tháng 3, thương lái chủ yếu mua mít xô và nhiều vườn mít Thái đã bắt đầu thu hoạch vụ mới. Nhiều hộ dân ở huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, các thương lái vào vườn chủ yếu mua mít xô không phân loại. Sau khi mua về, các thương lái sẽ phân loại và bán lại cho vựa, cũng như bán lại cho các đầu mối vận chuyển đi tiêu thụ thị trường trong nước. Hiện thương lái mua xô ở tất cả các khu vực tỉnh Tiền Giang chiếm tỷ lệ khoảng 90%, chỉ có số ít thương lái mua phân loại ra mít kem lớn, mít kem nhỏ và mít chợ. Chia sẻ của anh Trần Văn Hiệp ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, điều đáng lo lắng hiện nay, nhiều vườn mít Thái ở tỉnh Tiền Giang bắt đầu thu hoạch vụ mới, nhưng giá mít Thái hiện nay vẫn chưa có tín hiệu tăng. Nguyên nhân làm cho giá mít Thái giảm liên tục trong thời gian qua, hiện tại bên chợ Trung Quốc bán ra giá không cao và cửa khẩu vẫn khó thông quan. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá mít Thái hôm nay ngày 24 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.